chọn khu Flamingo Đại Lải Resort bởi vì nó có một số tiêu chí thích hợp với những cái mong muốn cũng như những cái sở thích của tôi. Thứ nhất là về khoảng cách, tôi thấy nó khá gần với trung tâm Hà Nội. Thứ hai là về môi trường và quang cảnh tự nhiên thì nó có rừng cây và hồ nước, đấy là hai cái mà tôi rất thích. Tôi có cân nhắc một số khu nghỉ dưỡng xung quanh Hà Nội, nhưng tôi thấy là nó rất hợp và rất đẹp. Khu Flamingo Đại Lải rất hợp và rất đẹp đối với nhu cầu của tôi và gia đình tôi. Thứ nhất là tôi chọn dự án này vì nhu cầu đầu tiên của tôi là chính là nghỉ dưỡng. Nó rất gần với Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng độ 1 tiếng đi xe. Nên là tôi ví dụ nghỉ ngày cuối tuần là nó rất thích hợp với gia đình tôi vì tôi có trẻ nhỏ. Thứ hai là tôi thấy một số những cái gia đình khác người ta cũng lựa chọn sản phẩm này vì muốn chia sẻ cả những cái niềm vui của chính bản thân họ, chia sẻ những ngày nghỉ của chính bản thân họ với những người khác nữa. Và tôi nghĩ rằng lựa chọn Flamingo Đại Lải Resort là một yếu tố cũng như là một địa điểm rất thích hợp đối với rất nhiều người. Flamingo Đại Lải đã đầu tư được một phần về cơ sở hạ tầng, tôi thấy là khá hoàn thiện so với các dự án khác và đang khởi công xây dựng những khu biệt thự để hoàn tất cái khu dự án này. Thì tôi mong muốn rằng có rất nhiều cái khách hàng lựa chọn sản phẩm này cũng như tôi để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng đẹp này. Tôi chọn Flamingo Đại Lải bởi vì tôi yêu thích thiên nhiên. Và cái khi bước chân vào Flamingo thì tôi cảm giác như mình được hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên nơi đây. Quang cảnh núi rừng cũng như là hồ nước, và đặc biệt là hồ Đại Lải với hơn 500 hecta mặt nước, tôi rất thích quang cảnh nước mênh mông như thế. Nó thật sự là đem lại cho tôi cái cảm giác rất thư giãn sau những cái ngày mệt mỏi làm việc.